Sau đây chúng ta sẽ bàn về cái phần bánh răng chịu lực của công ty Minh Motor so với hãng khác. Thì quý vị nhìn này, cái phần răng chịu lực ở đây nó sẽ chạm vào cái trục vít, tựa vào cái trục vít để nó vận hành. Thì ở cái phần đây chúng tôi này, cái phần chịu lực của chúng tôi nó rất là dài, còn bên này họ làm rất là ngắn. Cho nên ví dụ như một cái sản phẩm này, vì độ chịu lực nó cao, nó có thể kéo được, ví dụ như cái này kéo được tầm 1 tấn thì cái này chỉ kéo được tầm 850 cân hay là 900 cân. Và ví dụ như cái bên này mà dùng được tầm được 7 năm đó, thì cái này chỉ dùng được 5 năm đó. Thì lưu ý là cái phần tiếp xúc của bánh răng nó càng dài thì cái độ chịu lực, độ chịu lực nó càng cao nha. Tại vì là khi mà nó ráp vào cái trục vít như này này, là hai cái nó tựa vào nhau để nó chạy. Đó. Thì quý vị lưu ý cái điều đó để lựa chọn sản phẩm cho nó đúng với cái giá cả, với cái chất lượng kỹ thuật của động cơ. Cảm ơn quý vị.